Alo, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh. Thì hôm qua mình có lên sớm cho anh em ba trận đấu thuộc ba giải hàng đầu châu Âu, đó là trận đấu giữa Verona gặp Torino. Trận đấu này diễn ra lúc 5:30 ở giải La Liga nha anh em. Thì trận đấu này mình lên hai kèo cho anh em thôi, tài dung hiệp 1 và tài hai hòa cả trận. Thì anh em ăn được kèo dung hiệp 1, còn thua kèo tài hai nhá. Còn lại trận đấu giữa Elche và Madrid và trận đấu giữa Everton và Man City sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ, còn khoảng 20 phút nữa. Thì những video này thì anh em cố gắng xem để tham khảo trước khi trận đấu bắt đầu. Và còn một trận đấu mình nên trận đấu muộn vào đêm nay vào lúc 2 giờ sáng giữa Espanyol và Barcelona. Thì anh em chú ý đón xem. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ lên trận đấu rất sớm cho anh em là trận đấu vào chiều mai. Trận đấu lúc 4 giờ giữa hai đội tuyển nữ Campuchia và nữ Thái Lan. Thì hiện tại thì sau khi nữ Campuchia thua Việt Nam với tỷ số 0-4 thì ở trận đấu này không có gì là bất ngờ cả anh em nhé. Có lẽ bất ngờ là ở trận đấu giữa thằng tuyển nữ Thái Lan gặp Myanmar. Mới vào được 15 phút mà nữ Thái đã dẫn 2-0 rồi, nhưng mà sau đó họ để bị gỡ 1-2-1 ở hiệp 1 và thắng ngược lại 4-2. Ở trận đấu này chắc không anh em nào dám tin là nữ Myanmar có thể bật lại Thái 4-2 nha anh em. Và trận đấu Thái này thì mình cũng nên cho anh em ăn được full 3 kèo, đó là kèo tài hiệp 1, kèo Thái Lan hiệp 1 và kèo tài cả trận. Có cái kèo Thái chấp cả trận thì mình lại không cho anh em. Anh em có thể xem lại cái video này. Ok, hiện tại thì với mình thì Campuchia chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Thái Lan, nữ Thái Lan nha anh em. Nhưng mà với một cái khoảng cách khá xa thì có lẽ là kèo ở trận đấu này thì trên các trang đầu tư người ta sẽ đưa ra rất cao. Có thể là ba trái, có thể là ba trái rưỡi nha anh em. Hiện tại thì mình nghĩ rằng là nữ Thái Lan sẽ cố gắng vớt vát lại một chút gọi là danh dự sau khi để thua Myanmar. Còn với nữ Campuchia có lẽ là họ sẽ cố gắng để hạn chế những bàn thua nha anh em. Và ở trận đấu tranh huy chương bạc đồng này cũng là trận đấu thứ hai mà hai đội gặp nhau ở cái vòng bảng thì nữ Thái Lan đã thắng nữ Campuchia với tỷ số 3-0 anh em nhé, 3-0 ở trận đấu cuối họ thắng 3-0. Và đội tuyển Campuchia rất may mắn khi thắng được đội tuyển nữ Singapore. Có lẽ đây là một bất ngờ khi nữ Campuchia có thể tiến vào đến tận bán kết giải nữ SEA Games nha anh em. Còn với Thái Lan thì họ rất mạnh rồi. Cái chuyện thua Myanmar nó chỉ là một cái sẩy chân. Nếu mà những anh em nào mà đầu tư vào Thái Lan trận này thì bảo là như kiểu là bóng bịp, đúng không anh em? Còn hiện tại thì như mình tổng hợp được thì hai đội này chắc chắn sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất nhá, không có cầu thủ nào chấn thương. Và mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ đưa anh em đi đến cái kèo mà mình đang đầu tư. Hiện tại thì anh em cùng mình nhìn qua thì trên trang mình đang đầu tư người ta đang đưa ra kèo Thái chấp 3.25 FT, bỏ đủ ăn 84. Kèo Thái chấp 1.5 HT, bỏ đủ ăn 81. Đi chủ nhà thì hiệp 1 ăn 95, còn đi cả trận ăn 92. Tài 1.5 ăn 64. Trận này có vẻ là nhiều người vào tài, nên lúc cách đây khoảng hơn một tiếng đồng hồ mình có vào xem thì nó ăn được gần 1.8 cơ. Ăn 0, gần 0.8, ăn 0.7 mấy ấy. Có lẽ là ở trận đấu này thì kèo tài thì mình sẽ không đầu tư, thì anh em có thể là chờ nó xuống. Còn kể cả cái kèo chấp 1.5 này anh em đợi mấy phút ăn cao, nếu mà máu thì vẫn có thể đầu tư nhá. Còn kèo bạ chấp 3.25, mình nghĩ trận đấu này Thái Lan sẽ vớt vát lại một chút gọi là sĩ diện, thể diện. Cho nên là họ sẽ
ăn thịt đội tuyển nữ Campuchia. Cho nên là cái kèo 3.25 này cũng có thể đầu tư, nhưng mình khuyên anh em nên nhẹ tay. Trận đấu này mình nghĩ rằng đầu tư nhẹ, anh em hãy để vốn dồn đánh vào trận Việt Nam. Trận Việt Nam mình sẽ lên cho anh em ngay sau trận đấu này thôi. Rồi, video của mình đến đây thì cũng xin tạm dừng. Cái trận nữ Campuchia gặp Thái Lan này thì cũng chả có gì để nói nhiều cả. Nói chung là họ sai sót khi quá coi thường đội tuyển nữ Myanmar, cho nên là họ mới để bị bật lại với tỷ số 4-2 cả trận nha anh em. Và những anh em nào có xem qua những video của mình thì rất mong anh em cho một like, một đăng ký. Còn những anh em nào đang chơi các trang trả sau hay qua cò, có nhu cầu một trang trả trước thì cứ liên hệ với mình qua số Zalo hoặc Telegram mình ghi ở dưới link mô tả anh em nhé. Cảm ơn anh em.